Máy móc thẩm mỹ viện Mây Xá thì tiên tiến hiện đại, được nhập khẩu chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ và là được Bộ Y tế cấp phép đủ tiêu chuẩn để làm đẹp cho từng khách hàng. Thường thì các cơ sở thẩm mỹ khác chỉ mơ ước một chiếc thôi, vì là một cái máy này có cái giá thành rất là cao, có những chiếc có thể nằm từ 4 đến 6 tỷ, cho nên không phải ai cũng dám đầu tư đâu nha. Với 25 năm kinh nghiệm của Mây Xá, dám nghĩ, dám làm, dám nhập những cái máy móc trang thiết bị tiên tiến hiện đại để mang về làm đẹp cho từng khách hàng. Mặc dù là thẩm mỹ mọc ra như nắng sau mưa, nhưng mà thương hiệu thẩm mỹ viện Mây Xá vẫn luôn luôn nằm ở top 1 mấy chục năm nay, bởi vì nó hội tụ đầy đủ tất cả các tiêu chí sau. Cơ sở hạ tầng thì luôn khang trang sạch đẹp, đảm bảo hay từ thẩm mỹ. Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, tay nghề giỏi, đạo đức tốt, được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề, tuyệt đối là không có làm chui và Mây Xá không bán hàng trôi nổi. Máy móc trang thiết bị tiên tiến hiện đại. Khi khách hàng tới với Mây Xá sẽ được đội ngũ y tá, bác sĩ, chuyên viên cao, tay nghề giỏi, đạo đức tốt sẽ tư vấn đưa ra những cái phương pháp phù hợp và tốt nhất cho từng khách hàng. Sau khi làm, khách hàng sẽ được bộ phận chăm sóc đồng hành trong suốt quá trình làm đẹp dịch vụ hoặc là mua sản phẩm. Chế độ hậu mãi tốt, bảo hành dịch vụ cho từng khách hàng sau khi làm đẹp tại Mây Xá. Toàn bộ hệ thống thương hiệu Mây Xá tuyệt đối không lấy tiền bo, bởi vì để đảm bảo sự công bằng cho từng khách hàng, kể cả khách hàng từ giàu cho đến nghèo, khi tới Mây Xá đều được sử dụng dịch vụ tốt, chất lượng tốt và đặc biệt phong cách phục vụ chuyên nghiệp ai ai cũng giống nhau. Với thương hiệu Mây Xá, công khai tất cả các phương pháp làm đẹp trên các phương tiện truyền thông, công khai niêm yết giá cả cho từng dịch vụ, từng sản phẩm. Khi tư vấn, tuyệt đối không chèo kéo khách hàng hoặc ép buộc khách hàng mua nguyên liệu trình, hoặc có thể là tư vấn qua online, qua điện thoại, giá thành là 8, nhưng khi khách hàng tới với mỹ viện thì lấy 10, thậm chí lấy 15. Tuyệt đối Mây Xá luôn giữ chữ tín, không có những vấn đề tiêu cực như trên. Mây Xá tạo ra chất lượng dịch vụ tốt, đặc biệt hàng hiệu nhưng mà giá lại cực kỳ bình dân, mục đích để cắt giảm tối đa chi phí cho tất cả khách hàng từ nông thôn đến thành thị, từ người giàu đến người nghèo. Khi đã chọn Mây Xá và khi tới bất cứ chi nhánh Mây Xá, ai ai cũng được chất lượng tốt, phong cách dịch vụ tốt, chế độ hậu bài tốt, tất cả đều giống nhau. Thẩm mỹ viện Mây Xá nói được, Mây Xá làm được, Mây Xá nói thật, đặc biệt Mây Xá làm đẹp thật, nên 25 năm hệ thống Mây Xá khách lúc nào cũng đông như chảy hội, điều đó minh chứng cho chất lượng dịch vụ tại nhà Mây Xá. Hệ thống Mây Xá 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc, đồng nhất về giá cả, đồng nhất về máy móc trang thiết bị tiên tiến hiện đại, đồng nhất về nhân lực chuyên môn cao, tay nghề giỏi, đạo đức tốt, đặc biệt chế độ hậu mãi giống nhau, nên tất cả quý khách, tất cả các chị em tới với Mây Xá chi nhánh gần nhất để làm đẹp thẻ ga mà hoàn toàn không lo về giá, hàng hiệu nhưng giá lại bình dân. Mây Xá đến là đẹp.